Lực lượng đánh án buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên bắt vụ vận chuyển ma túy trên QL1A. Khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 9, trên QL1A, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an TX. Kỳ Anh phát hiện ô tô có 5 người trên xe, mang biển số tỉnh Nghệ An đang lưu thông theo hướng Bắc Nam, có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển xe lập tức tăng ga bỏ chạy, lực lượng đánh án buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp và dùng ô tô truy đuổi. Ít phút sau, 5 nghi phạm vận chuyển ma túy nhanh chóng bị lực lượng chức năng đuổi kịp và khống chế. Kiểm tra trên chiếc xe, lực lượng chức năng thu giữ 21 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3 kg ma túy loại ketamin và 18 bánh heroin. Danh tính 5 nghi phạm vận chuyển ma túy chưa được cơ quan chức năng cung cấp và vụ án đang được mở rộng điều tra.